Hello các em. Chị Vân mới mãi không biết là quay chưa. Chắc là rồi đấy. Hello các em nhá. Nay thì chị Vân và các em sẽ cùng quay trở lại và chữa bài tập về nhà của phần giới hạn hàm số vô cùng. Đấy. Thế thì chị đọc cái tên nó kỹ và nó chuẩn thế, chỉ mong là các em phân biệt dạng. Dạng hàm số tại vô cùng. Hôm trước thì mình học là dạng hàm số tại một điểm. Tức là điền đến đâu ấy thì đấy nó là tại một điểm cụ thể. Còn hôm nay là giới hạn tại vô cùng thì đây này, x của em đang tiến đến vô cùng này, thấy không? Để bài toán x tiến đến vô cùng nó thì nó là giới hạn tại vô cùng đấy, nó chỉ là cái tên thôi nhá. Và chị tin là cái phần giới hạn này sẽ làm các em cực kỳ là thắc mắc, nhất là những cái mà x tiến đến vô cùng này thì các em đang vô cùng thắc mắc. Thì hôm nay chị các em thắc mắc, chị thấy là các em thường thắc mắc như kiểu là em không biết là dạng này chia hay là em nên rút đấy, em không biết là dạng này em làm nào, em bị loạn các cái trường hợp là các cái phương pháp với nhau, không nhận được dạng đấy. Thì hôm nay chị và các em sẽ cùng đi từng câu và chị sẽ chỉ cho các em những cái, nghĩa là mình xem dần dần ấy, sau đó mình tích lũy cho mình những cái kinh nghiệm thêm nhá. Cố lên cố lên cố lên. Và bây giờ thì chị em mình sẽ cùng bắt đầu thôi. Hôm nay mình sẽ chữa hai bài tự luận và bây giờ mình sẽ bắt đầu vào câu A. À, từ từ, chị Vân bảo là các em có thể đến ngay phần mà các em cần đấy, chị đã để sẵn các câu ấy rồi, rất là mất thời gian cho nên là cố gắng và tận dụng đi. Đấy, tiếp theo là chỉnh cho chị cái vít lên cao nhất có thể. Ok, bắt đầu nhé. Nào, câu 1A. X tiến đến dương vô cùng. Thế thì cái phần mà x tiến đến dương vô cùng này, chị có dặn là các em làm y hệt như cái phần dãy chị đã dạy. Chỉ khi nào x tiến âm vô cùng thì nó mới hơi khác một chút thôi. Đấy, vậy thì mình xem nào. Câu A này có nhiều bạn bảo với chị Vân là em thấy cái căn này, xem mình thấy có trừ thì em nhân liên hợp với chị. Nhưng mà chị sẽ bảo là không nên. Chị có dạy các em là gì? Chị có dạy là gì? Vô cùng trừ vô cùng dạng chuẩn thì mới nhân liên hợp, đúng không? Dạng chuẩn tức là như nào? Nghĩa là cái bên này nó phải bằng cái bên này cơ. Ví dụ cái đề như này thì các em có thể nhân liên hợp này. Hãy trừ đi căn của 4x bình cộng 2 chẳng hạn. Thì đây, cái phần căn này này nó sẽ tương đương với cả 2x. 2x trừ 2x thì nó mới gọi là ra vô cùng trừ vô cùng dạng chuẩn. Khi để các em nhân liên hợp thì nó mới có giá trị. Còn bây giờ nó không phải là dạng chuẩn, nó không bằng nhau như thế, nên mình cũng không thể nhân liên hợp được. Vậy thì bài hôm trước chị có dạy đấy, đó là không nhân liên hợp được thì các em hãy hãy rút. Nếu như không phải dạng chuẩn thì mình sẽ sử dụng phương pháp là phương pháp rút nhé. Nào, ghi vào đây là phương pháp rút. Em hãy rút cho chị cái mũ bậc cao nhất ra ngoài. Thế thôi. Khi mà mình đã sử dụng phương pháp là rút ở trên tử rồi thì mình cũng sẽ mong muốn là nó phải triệt tiêu được cho thằng mẫu, vậy nên mẫu các em cũng sẽ rút thôi, được chưa? Chứ không phải là trên tử các em rút, còn dưới mẫu các em chia cho, sử dụng pháp chia đâu nhá, được chưa? Làm cái gì là mình phải làm cả tử và mẫu luôn, chứ đừng làm tử một kiểu mẫu một kiểu. Ok, nào bây giờ sau khi mình đã có thêm được một kinh nghiệm rồi, mình tích lũy thêm được một kinh nghiệm, nhìn phát mình phải biết mình làm cái gì luôn đấy. Đấy thì chị đã phân tích rồi thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm. Coi nó sẽ là ly. Nào, trình bày x tiến đến dương vô cùng. Cái thằng này mình sẽ rút ra nhá. Câu đầu tiên đấy chị sẽ làm từ từ nhá. Nào, mình rút cái mũ bậc cao nhất ra ngoài thì ở đây chị sẽ rút x bình. Bên trong sẽ còn 3 cộng với cả 2 trên x bình. Ok. Mẫu của các em sẽ có gì? 5x cộng với cả này. Mình rút thằng x bình ra ngoài thì bên trong nó sẽ còn là 1 cộng 2 trên x bình. Đấy. Nào, mình sẽ các em có học cái hàm đẳng thức không? Học cái hàm đẳng thức là căn của A bình ấy thì bằng gì? Bằng gì? Bằng gì? Trị tuyệt đối của A. Đấy, cái này học vèo vèo hồi lớp 9 rồi nhá. Căn của A bình bằng trị tuyệt đối của A này, và chị nói thêm cho những bạn nào không biết thì trị tuyệt đối của A nhé, nó sẽ có hai trường hợp xảy ra, nó sẽ bằng chính nó nếu như A dương hoặc là lớn bằng không. Còn nếu nó bằng đối của nó nếu như A âm nhé. Ok. Vậy thì ở đây cái x bình này, căn của x bình, chị bảo là các em chỉ cần quan tâm đến cái thằng mũ lớn nhất đó. Những cái thằng sau nó vô nghĩa, không còn quan trọng nữa. Vậy thì đây, căn của x bình nó bằng trị x, nhưng mà x đang tiến đến dương vô cùng, vậy nó là một số dương. Vậy thì vứt cái x bình này ra khỏi căn thì nó vẫn là x thôi. Đấy, chị hướng dẫn các em làm cách này nó sẽ dễ hiểu hơn là cái cách chia. Nên là cứ cứ chị Vân dạy nhà thì làm như thế nhá.
không cần sáng tạo đâu, vì chị dạy đã rất là kỹ rồi đấy. Hãy này trừ đi là vứt x bình ra ngoài thì nó chỉ còn là x thôi, chị cũng đã vừa giải thích rồi đấy. Bên trong còn 3 cộng với 2 trên x bình. Mẫu 5x cộng với cả x bình vứt ra ngoài thì nó là x. Mẫu căn 1 cộng với cả 2 trên x bình. Ok. Khi bây giờ nhá thì các em có thể làm thêm một bước, đó là rút x làm nhân tử chung. Được chưa? Sau đó gạch đi. Nhưng mà thôi nhá, chị sẽ gạch luôn được chưa? Bây giờ x này sẽ rút được ra làm nhân tử chung và nó sẽ triệt tiêu từ của mẫu. Thế thì bây giờ của các em sẽ bằng luôn x tiến đến dương vô cùng ở đây này. Và nó bằng gì đây? Trên tử nó còn là 2 trừ đi cho căn 3. Xong rồi đấy, ra cái đáp số đấy. Dưới mẫu này còn 5 cộng với cả 1 là 6. Vậy đáp số câu A của các em đó là 2 trừ căn 3 chia 6. Đây chị viết chỗ này đẹp lại nhé. 2 trừ căn 3 rồi chia cho 6. Ok. Xong. Câu A các em có thêm một kinh nghiệm rồi. Cố nhớ nhá, không được quên đâu đây. Câu B. Câu B vẫn là x tiến đến dương vô cùng nên là vẫn còn nhẹ nhàng với các em lắm. Nào, câu này thì dễ hơn câu A rất là nhiều. Các em thấy luôn, nếu mà bỏ cái căn đi thì đây nó là dạng gì luôn? Vô cùng, chia vô cùng. Vậy phương pháp chị đã nhắc đi nhắc lại ở cái hồi làm dạy rồi đấy. Đó là gì? Phương pháp gì? Chia. Đấy, chị đã gợi ý chỗ này này là chia đấy nhỉ. Phương pháp là phương pháp chia. Em đem chia cả tử và mẫu cho x mũ bậc cao nhất. Vậy thì em nhìn xem, bậc tử của mình mũ cao nhất là bậc 2, bậc mẫu của mình mũ cao nhất là bậc 4. Vậy thì em chia cả tử và mẫu cho x mũ 4 nha, mình cùng chia nhá. Câu này thì rất là dễ rồi nên là chị sẽ làm rất là nhanh. Nó y hệt như cái phần giới hạn. À, phân biệt một chút cho những bạn nào chưa biết nhá, thì hồi xưa các em học là giới hạn dãy số, tức là những cái này của em này nó là ấn nờ, nó là dãy số. Còn bây giờ của các em học là hàm số thì nó lại đấy, không khó đúng không? Mình học hiểu bản chất rất là hay, hay hơn là mình cứ nhìn mình làm theo các cái bài tập mẫu ấy. Không hay lắm đấy, mình học hiểu bản chất nhá. Thì đây các em chia cả tử và mẫu cho x mũ 4, x bình chia x mũ 4 thì còn là 1 chia x bình cộng 1 chia x mũ 4. Mẫu à, xem nào, để chị kéo ra cái thằng này ra. Mẫu 2 mũ 4 thì còn 2 cộng với cả 1 trên x bình trừ đi 3 chia x mũ 4. Đáp số cho các em mấy mấy mấy? Không luôn chứ còn gì, đúng không? Hoặc là câu này mình có thể làm rất là nhanh, đó là bậc tử ăn nhỏ hơn bậc mẫu. Vậy lim của các em bằng không. Đấy, bây giờ các em chuyển cho chị Vân sang câu C. Câu B thì chẳng có gì phải lưu ý cả, bởi vì nó quá là dễ rồi. Câu C xem nào, x tiến đến âm vô cùng thì chị lại có một lưu ý nữa đây rồi. Đây, x tiến đến âm vô cùng đây. Nào, trước tiên chị Vân vẫn bảo là xác định dạng, đúng không? Xác định dạng, thì em thấy luôn là dạng gì? Vô cùng, chia vô cùng. Đấy, vô cùng chia vô cùng. Nhưng mà, bình thường chị vẫn bảo là phương pháp đấy, đó là chia đúng không? Vô cùng chia vô cùng thì các em sẽ phải phương pháp là chia cả tử và mẫu cho x mũ bậc cao nhất. Nhưng khi x tiến đến âm vô cùng như đề bài bài này thì chị khuyên nhé, khuyên các em nên làm, đó là em hãy rút x tiến đến dương vô cùng thì em làm như bình thường, em chia thoải mái, cứ làm đúng phương pháp đấy là ok. Nhưng nếu nó là dạng vô cùng chia vô cùng mà x tiến đến âm vô cùng thì các em hãy làm cho chị, đó là cái cách rút thì nó dễ hiểu hơn rất nhiều và không bao giờ bị sai. Còn nếu làm chia thì sẽ rất nhiều bạn bị sai. Ok, vậy thì mình sẽ nhớ này. Ở đây có một cái keyword đó là gì? Vô cùng chia vô cùng mà là x tiến đến âm vô cùng thì sẽ rút. Được chưa? Còn đây, câu B này. Vô cùng chia vô cùng nhưng x tiến đến dương vô cùng thì sẽ làm phương pháp là chia. Đấy. Câu A thì là gì đây? Vô cùng trừ vô cùng nhưng không phải dạng chuẩn thì cũng không nhân lên hợp mà sẽ dùng rút. Ok. Rất là hay nha, mỗi câu là một kinh nghiệm nha. Vậy cái đợt em rút cho chị nào. Nó sẽ bằng, nào chị đổi lại cái phần trắng cho em dễ nhìn nhá. Lim khi x tiến đến âm vô cùng này rút ra thì thôi, chỗ này tí nữa mình rút nha, mình nó phát 1 cộng 3x được nha, trên cái mẫu em rút cho chị cái thằng x bình ra thì đáng lẽ này, đáng lẽ mình phải viết như sau nhé. Đáng lẽ mình phải viết là căn của x bình nhân 2 cộng 3 trên x bình. Đấy, đáng lẽ mình phải viết như này. Nhưng mà thôi bây giờ mình sẽ làm nhanh nhé. Khi các em rút thằng x bình ra
Được chưa? Thì chị có bảo là gì? Căn của x bình thì bằng trị tuyệt đối của x. Nhưng bây giờ x đang tiến đến âm vô cùng các em ạ. Thì chỗ này nó bằng trừ x, trừ nó không bằng x được nữa, được chưa? Nhớ nha, nó khác với cả câu 1 đấy, nó khác với câu câu A. Em có thể so sánh lại. Đây. Ở đây là x đang tiến đến âm vô cùng nên nó thành trừ x. Còn câu A này, x của các em đang tiến đến dương vô cùng thì nó vẫn là x thôi. Nó có sự khác biệt một chút như thế. Thì nếu như các em làm phương chia thì sẽ rất là dễ nhầm, nhưng mà rút thì không bao giờ nhầm được. Vậy cứ đúng như chị mà làm thôi. Mình rút nhanh nhá. Bên này sẽ còn là trừ x. Bên trong căn nó sẽ còn là 2 cộng 3 trên bình. Ok, và bây giờ các em sẽ dùng này. Cái tử này thì rút nào, à, rút nhanh nào. Rút thì cho chị xóa chỗ này đi cho nhanh nhá. Ăn gian tí. Nào, rút con x ra thì bên trong sẽ còn là 1 trên x cộng 3. Đấy, các em gạch x đi cho nhau, được chưa? Thì trên tử nó sẽ còn là gì đây? 1 trên x thì giới hạn thằng này bằng 0 rồi. Vậy nên 0 cộng 3 thì là trên tử còn 3. Mẫu còn âm của căn 2 à? Ừ, thì nào chị sẽ để như này nhá. Vậy đáp số của em là âm 3 trên căn 2, hoặc là mình có thể chụp phân thức, chụp căn thức lên. Chụp căn thức lên thì nó sẽ là âm 3 căn 2 trên 2. Đấy, thì mình sẽ ra được kết quả bài này. Xong. Vậy câu này chị cũng nói kinh nghiệm rồi nhá. Cô nhớ như chưa? Đó là gì? Khi x tiến âm vô cùng mà dạng vô cùng chia vô cùng thì rút chứ không chia. Câu D thì sao? Câu D thì cũng là, có phải y hệt như câu C không? Cũng là dạng vô cùng chia vô cùng. Đúng không các em? Và nó cũng là x tiến âm vô cùng, vậy nên mình sẽ rút, rút nha. Nào, rút. Câu này thì chị xem nào. Câu này các em hoàn toàn có thể dùng phương pháp chia, nhưng mà các em nhớ là, được rồi, khi mà làm xong phương pháp rút thì chị sẽ dạy cho phương pháp chia. Một câu thôi. Nào, nhớ là mình sẽ rút, bởi vì x đang tiến đến âm vô cùng mà lại là dạng này nên các em sẽ rút. Rút thẳng mũ cao nhất ra ngoài thì con này mình làm từ nhé. Lim cái x tiến đến âm vô cùng. Chị Vân viết được âm vô cùng rất là hư nhá. Em đừng viết với chị nhá, nhớ chưa? Nào, căn bậc 3. Nào, rút thằng x mũ lớn nhất thì là x mũ 6 rồi. 1 trên x mũ 6 cộng, xem nào, x mũ 4 trên x mũ 6 thì là 1 trên x bình cộng 1. Đúng không? Ok. Chuẩn. Tiếp. Mẫu này. Rút thằng mũ lớn nhất thì là x mũ 4 ấy. Rút thằng ngoài bên trong còn 1 cộng 1 trên x cộng 1. Vậy em vứt cái thằng mũ lớn nhất này ra khỏi căn cho chị. Thế thì đây này. Căn bậc 3 của x mũ 6 thì nó là trong, lấy cái trong chia ngoài đấy các em. Nghĩa là x bình. Căn bậc 2 của x mũ 4 thì đây. Thì nó lấy trong chia ngoài đấy. Nhưng không biết gì này, người ta hiểu bậc 2 vậy thì cũng là x bình. Vậy thì chị rút được thằng x bình ra ngoài. Ok. Bên trong sẽ còn một đống cái này cộng với nhau. Cộng 1 trên x bình rồi cộng 1. Chưa? Bên này dưới mẫu của em sẽ còn x mũ 4 này. Ừ, nhân, 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 nhân. Với cả 1 cộng 1 trên x rồi cộng 1. À, từ từ để chị xem nào. Chỗ này có đúng không nhỉ? À, chỗ này phải là 1 trên x mũ 4 nhé các em nhé. Đấy, chỗ này này. Rút x mũ 4 rồi. Bảo sao cứ thế sai sai. 1 trên x mũ 4. Rồi, bây giờ thì thầy đúng rồi đấy. X bình gạch cho nhau thì em sẽ còn từ còn 1, mẫu còn 1, vậy thì nó là 1. Vậy câu D đáp án là 1. Ok, xong. Các em có thể dừng cái viết lại, sau đó các em ghi lại những cái kinh nghiệm mà các em đã học được nhé, vào trong vở, để khi mà gặp những cái dạng như thế thì mình sẽ làm luôn. Ok, mình chuyển tiếp sang bài tiếp theo nhá. Có cần chị Vân phải tổng kết lại chỗ này không? Đây, kinh nghiệm thứ nhất các em học được là gì? Vô cùng chứ vô cùng mà không phải dạng chuẩn thì hãy rút chứ đừng nhân lên hợp. Còn nếu mà chuẩn thì nhân lên hợp thoải mái thôi. Ok, tiếp theo là nếu như vô cùng chia vô cùng dạng ấy, mà nếu mà x tiến dương vô cùng thì các em chia, còn nếu mà x đang tiến đến âm vô cùng thì các em nên rút. Còn cái câu D này thì đây đây nó cũng sử dụng cái kinh nghiệm của câu C thôi, y hệt nhá.
Câu D này chị Vân sẽ trình bày một cách khác, đó là cái cách chia. Chia, bởi vì vô cùng chia vô cùng thì giống như Vân dạy, dạng này có thể chia cả tử và mẫu cho x mũ bậc cao nhất mà. Nếu mà làm thế thì nó khó hơn như thế nào? Chị sẽ cùng làm với các em nhé. À, để chị vứt cái thằng này xuống này. Để chị xóa này đi nhá. Xóa cái thằng này đi. Em viết xong hoặc là tau cái vít lại nhá. Nào, mình sẽ làm cho cách kia cho nó khó hơn như nào mà chị Vân bảo là nên rút nhá. Ok. Chia đúng không? Thì bây giờ các em xem này. Bậc tử cao nhất, bậc tử đang là x bình. Đừng bạn nào nhầm là x mũ 6 nhé. Bởi vì x mũ 6 nhưng lại căn bậc 3, vậy nên bậc tử của em là x bình thôi. Bậc mẫu cũng là x bình. Vậy nên đúng phương pháp chia thì các em sẽ chia cả tử và mẫu cho x bình. Nào, sẽ bằng lim. X tiến đến âm vô cùng. Thằng căn bậc 3 được chưa? Chia cho thằng x bình. Đấy. Rồi trên thằng mẫu này. Chị tí chị phải chuyển cái này xuống đây cho nó đẹp. Căn của 1 cộng x mũ 3 cộng x mũ 4 chia cho x bình. Đấy, đang chia cả tử và mẫu cho x bình đấy. Chỗ này chị Vân làm rất từ từ nhé. Đấy, ok. Đây chị Vân sẽ chỉnh cái chỗ này xuống dưới cho đẹp. Chứ ai để lơ lửng cái tử thế đúng không? Lim cái tiền âm vô cùng nhé các em. Ok. Bây giờ mình chia thôi. Đưa cái thằng x bình này vào trong cái căn bậc 3 nhá. Thì nó sẽ là chia cho x mũ 6. Nhưng mà đây này, chỗ này chính là chỗ các em nhầm này. Có những bạn bảo với chị là cứ đưa vào trong căn thì em phải đổi dấu. Có những bạn bảo là bây giờ em đưa x bình vào trong căn thì em phải để dấu trừ ở ngoài. Thế là sai rồi. Khi mà các em đưa một cái số dương vào trong căn, ví dụ cái a này của các em này mà muốn thành căn của a bình ấy, thì với điều kiện là a lớn bằng không. Tức là khi các em đưa một cái số dương vào trong thằng căn thì thoải mái, không cần phải đổi dấu đổi trước gì cả. Được không? Còn khi mà các em đưa một số âm vào trong căn thì mới thành đổi dấu nhé. Ví dụ các em đưa cái thằng nếu như ở đây các em đưa x bình vào trong căn thì thoải mái. Thì đây, các em đưa vào mà mình không cần phải đổi dấu luôn ấy. Đừng bạn nào cứ nghĩ là đây là âm vô cùng nên là em đưa vậy phải đổi dấu nhé. Nhớ nhé, chỗ này rất là nhiều bạn nhầm nhé. Đây, tí chị sẽ cho trường hợp mà phải đổi dấu. 1 cộng x 4 này, cộng x 6 này. Các em đưa vào trong căn cái thằng bình này, nhưng mà nó dương rồi nên mình không phải đổi dấu. Nhớ chưa? Nhớ chị Vân dặn chưa? Và đặc biệt đây còn là căn bậc 3 nữa. Thế thì không phải đổi cái gì cả. Được chưa? Căn bậc chẵn thì mới nghĩ xem là mình có đổi hay không. Còn căn bậc lẻ thì không cần quan tâm nhá. Được chưa? Ok, vứt vào thôi. Thì nó là x cũng 6. Đến đây thì em có thể tự làm nốt bằng cái cách chia nhé. Trên này. Thằng x bình này đưa vào trong căn bậc 2 thì đáng lẽ có nhiều bạn bị nhầm chỗ này đổi dấu. Nhưng mà không em ạ. Đưa một số dương vào trong căn bậc chẵn thì không có đổi được gì cả. Đưa vào thôi. 1 cộng x mũ 3. Chị Vân có dặn là đưa vào trong căn bậc mấy thì mũ từng đấy lên, vậy đưa vào trong căn bậc 2 thì mũ mũ 2. Vậy đây là mũ 4. Đây đến đây các em hoàn toàn có thể làm nốt. Được chưa? Chị đổi cái đề một chút này, chị sẽ hướng dẫn cho các em khi nào mình phải đổi dấu. Nếu bạn nào mà chưa chép kịp chỗ vừa nãy thì pau cái vít lại nhé chưa? Hoặc là bấm bấm lui lại. Đấy. Đây là nếu như các em này, nếu như các em chia cả tử và mẫu cho x thôi thì câu chuyện nó sẽ khác. Các em thấy nó có nhiều trường hợp không? Thế thì chị đã bảo là rút ra cho nó nhanh. Đấy, tính hết rồi, các em chỉ cần làm theo thôi. Cái này, nếu như chị đổi cái đề là chia cả tử mẫu cho x nhé. Nha. Đưa vào thằng căn bậc 3, đưa vào căn bậc 3, đưa vào căn bậc lẻ thì không cần phải nghĩ. Hay là đổi dấu hay là không đổi dấu. Thoải mái, đưa thoải mái. Nhưng mà khi các em đưa vào căn bậc chẵn thì bắt buộc phải đổi dấu nhé. Bắt buộc phải đổi dấu nếu như thằng này âm. Thế em nhìn này, x đưa vào trong căn bậc chẵn nhưng mà x lại tiến đến âm vô cùng. Vậy nó sẽ bằng này. Chị đang nói cái thằng dưới đó nhỉ? Đang nói cái thằng dưới nó sẽ bằng. Đưa vào trong căn thằng x này thì sẽ là 1 cộng x mũ 3 cộng x mũ 4. Đưa vào trong căn bậc 2 thì là x bình. Nhưng cái thằng này bản chất đang âm bởi vì x đang tiến đến âm vô cùng nên phải đặt dấu trừ ngoài. Đấy, nó khác biệt một chút ở chỗ đấy. Đó là nó cứ dương với âm lại thì ngẫu hết cả lên. Đấy, còn nếu như nghe tiếp này. Em nghe xong chỗ này mà hiểu được thì cực kỳ hiểu bản chất nhé. Cố cố nghe. Nếu x của chị đang tiến đến dương vô cùng thì cái x của chị đưa vào trong căn lại không cần phải đổi dấu gì cả. Đấy thì hiểu bản chất là gì? Một số âm đưa vào trong căn chẵn. Căn bậc chẵn thì đổi. Được chưa? Còn dương thì đưa thoải mái, muốn đưa nào đưa. Vậy thì các em có thấy nó phức tạp hơn cái cách mà chị dạy là rút chưa?
đúng không? Thế thì đã nghĩ rất là kỹ rồi thì em cứ làm theo thôi. Ok, nhớ nhá, hiểu bản chất này là rất là hiểu sâu sắc á, và nó không hiểu được thì cũng không sao, em chỉ cần hiểu đến cái đoạn mà chị bảo là rút được rồi, thế là ok. Đấy, chị chỉ giảng thêm cho các bạn muốn hiểu sâu hơn tại sao làm cách này lại không được thôi. Ok, nào chị em mình sẽ chuyển sang bài số 2 nhá. À, số 2, đợi chị Vân một chút. Câu A. X của kem mang tiếng đến âm vô cùng. Và kem thắc mắc xem bây giờ mình sẽ làm thế nào. Có bạn bảo với chị Vân à, chị ơi đây là dấu cộng thì có phải là dạng vô cùng trừ vô cùng đâu. Em chẳng biết làm thế nào. Nếu mà trừ thì em có biết làm, trừ em liên hợp phát là xong. Nhưng mà đây dấu cộng thì em làm à? Thế các em làm như nào? Những bạn đang xem video làm như nào? Thử comment cho bên dưới chị xem nhé. Đấy, thử nghĩ xem nào, đều là những người rất thông minh và rất chăm chỉ mới vào đây xem vít thì chị nói thật đấy. Chị cũng mong là tất cả các bạn mà xem vít nhưng mà các bạn không chăm như cái em à, bằng xem vít xong nếu review với chị Vân hiểu bài với nhá, được chưa? Nào câu này nhá, em xem là đây là dạng gì. Khi mà làm một câu lim phải biết là dạng này. Thì chị dạy em cách nhìn dạng này nhá. Nhìn nè, ở đây là căn, căn mà căn của vô cùng, x đang tiến đến âm vô cùng đúng không, x bình thì tiến âm với dương, mà bình lên thì cũng là dương thôi. Vậy tóm lại cái thằng này nó vẫn là vô cùng đấy, hay có khác là nó là dương vô cùng ấy. Nhưng mà người ta có bao giờ viết âm cộng hai không em, hay người ta viết hai là cũng phải hiểu rồi. Thì đây chị Vân viết là vô cùng nhá. Chỗ này x của các em đang tiến đến âm vô cùng, âm vô cùng, vậy 2x thì có phải là tiến đến âm vô cùng không? Vậy thì đây có phải là dạng vô cùng trừ vô cùng không? Chuẩn chưa? Đấy, thế thôi. Dạng vô cùng trừ vô cùng. Xong. Vậy thì mình sẽ nhấn nhân liên hợp. Nó thỏa mãn được yếu tố là vô cùng trừ vô cùng. Và nó thỏa mãn được yếu tố đó là hai cái này nó tương đương với nhau. Nó là dạng chuẩn. Đấy. 4x bình mà căn ra thì nó là 2x. Vậy nó lại là dạng chuẩn. Nó lại là vô cùng trừ vô cùng. Vậy kem nhân liên hợp. Ừ. Đấy là cái cách nhìn dạng đấy. Chứ đừng bạn nào mà thấy dấu cộng nhé, các em phải để ý là nó đang tiến đến đâu. Và các em phải biến đổi cái đấy làm sao cho nó nhìn được ra cái dạng, chứ không phải là cứ thế cộng hay cứ thế trừ. Ok, đấy nó khó hơn là cái dạng dãy, nó là như thế đấy. Bây giờ nó khác một chút, cái dưới dạng hàm nó khó hơn ở cái chỗ này này. Nên là vượt qua được chỗ này thì sẽ thắng nó. Nói chung là lim đang là rất là dễ rồi, các em phải vượt qua. Bằng lim. Mình đã xác định là mình phải liên hợp rồi thì mình liên hợp. Trên tử em còn x này. Nào, 4x bình cộng 1 đây này. Các em nhớ chị cái công thức nhé, là a cộng b nhân với cả a trừ b nhân liên hợp đấy thì bằng a bình trừ b bình. Vậy thì các em nhân cả tử và mẫu của thằng này với cái thằng này này. Căn của 4x bình cộng 1 trừ đi 2x thì nó sẽ ra thằng này chưa? Ra thằng này chưa? Thế làm nhanh nhá, 4x bình cộng 1 trừ 4x bình. Đấy mình vừa mới nhìn hết 1 nhân x thì là còn x thôi. Đấy chị Vân làm nhanh chỗ đấy. Bạn nào mà chưa rõ thì có em có thể tự ngồi biến đổi thì nó cũng sẽ ra như chị. Còn chỗ này bạn nào mà hiểu nhanh thì hiểu luôn rồi đấy. Đấy chưa? Nhân cả tử mẫu mà. Nên ở dưới mẫu các em phải nhân trả nợ này. Là căn của 4x bình cộng 1 trừ đi cho 2x. Đấy, xong. Thế thì bây giờ các em xem là bây giờ có những bạn bảo là nhân xong lại ra cái dạng vô cùng trừ vô cùng như này hả chị Vân? Nhân xong lại ra vô định thì em làm nào? Có bạn rất là ngây thơ. Đến đây các bạn nhân hợp. Em thấy cái dạng này này nó quen quen. Các bạn nhân liên hợp. Nhưng mà đừng, đừng nhé. Đừng bạn nào nhân liên hợp nhé các em nhé. Nhân liên hợp là nó lại quay về cái cũ đấy nhá, nhớ chưa? Đừng nhá, chị xin đấy. Các em nhân liên hợp để nó ra cái này. Để nó mất cái dạng vô cùng trừ vô cùng. Thì các em đừng có nhân liên hợp trả lại làm cái gì cả. Nhìn đây này, cái này nó không phải vô cùng trừ vô cùng đâu. Đấy chưa? Cái này nhá, chị Vân nói là âm vô cùng đấy chưa? Nhưng mà căn hay là bình đây thì nó là vô cùng. X đến âm vô cùng. Vậy âm 2 của x thì nó phải là đến dương vô cùng. Vậy đây, cái dạng của nó chuẩn này, thấy chưa? Không phải dạng vô cùng trừ vô cùng. Vậy bây giờ mình thoải mái thôi, không phải dạng vô định rồi mà. Nên đến đây các em nhìn này, nó sẽ thành cái dạng là vô cùng chia vô cùng này. Đấy, tử của các em đang là vô cùng. Mẫu cũng thế. Thì bây giờ mình sẽ có rất là nhiều cách. Các em có thể chia cả tử và mẫu. Các em có thể rút tùy các em. Nhưng mà chỗ này chị Vân đã bảo là gì? X đang tiến âm vô cùng thì nên nên gì trả lời? Nên mình rút, được chưa? Mình rút nhá.
Lim. Khi x đến đến âm vô cùng. Thằng x thì không còn cái gì để rút rồi, các em cứ để nguyên hộ chị thôi. Nào, rút nhanh cái thằng x bình cho chị nào. Rút cái thằng x bình ra đúng chưa? Bỏ ra ngoài căn. Nhưng mà x đang tiến đến âm vô cùng thì các em sẽ phải đổi dấu. Đổi dấu. Vậy đây là trừ x. Nhân với cả căn của 4 này cộng với 1 trên x bình. Trừ đi cho 2 x. Gạch thằng x đi, rút nhân tử chung đấy các em. Gạch này, gạch này. Đây này, vậy đáp số của bài này sẽ là gì? Tử còn 1 thôi. Mẫu còn đây là mấy đấy? Âm 2, trừ đi cho âm 2 các em ạ. Vậy thì đừng bạn nào quên mất số 4 nhá. Nhớ nhá, đừng quên nhá, đừng quên. Âm của căn 4 thì là âm 2 trừ đi 2 thì là âm 4. Vậy âm 1 phần 4. Đáp số của câu 1A, à câu 2A là âm 1 phần 4. Xong. Các em chuyển cho chị sang câu B. Cố lên, chị Vân đang rất rất là kỹ và các em xem sẽ hiểu rất là bản chất ý, chứ không phải chỉ hiểu một cách hời hợt. Nếu mà chị muốn chữa nhanh thì dễ lắm, nó sẽ rất là hời hợt. Kiểu, ở đây các em làm như này nhá. Ừ, các em nhân như này nhá. Nhưng mà các em lại chẳng hiểu à. Ôi, tại sao em phải nhân? Nên những câu khác em gặp như thế thì em làm như nào? Đúng không? Thế thì mình thà mình hiểu sâu sắc một bài, đi đâu mình cũng làm được bài. Còn hơn mình xem vội xem vàng, đúng không? Xong mình chỉ biết làm mỗi câu đấy thôi. Nào, nhìn thấy câu này thì có rất nhiều bạn bảo là gì? Cộng như này thì chắc chắn là em không liên hợp rồi. Em phải trừ cơ, em mới liên hợp cơ. Nhưng mà chị đã dạy rồi đấy, các em phải xác định dạng. Đấy, xác định dạng nhá. X của các em đang tiến đến âm vô cùng đúng không? Thì, này, x đang tiến đến âm vô cùng. Đấy, thì âm vô cùng. Ê, x bình thì âm vô cùng hay dương vô cùng không có quan trọng, nó bình lên rồi. Thì cái thằng này của em là cộng vô cùng chưa? Vậy nó là dạng gì đây? Vô cùng trừ vô cùng. Vậy đúng dạng vô cùng trừ vô cùng thì nó lại còn tương đương ấy, nó lại còn là vô cùng trừ vô cùng dạng chuẩn nên là nhân hợp. Ok, vậy thì mình sẽ nhân hợp ở đây nhé. Có bạn nào bị thắc mắc ở chỗ nào thì nhớ nhắn tin cho chị Vân để chị Vân giải thích cho. Nó sẽ bằng lim khi x tiến âm vô cùng. Các em xác định được dạng, các em xác định là mình phải làm gì thì các em cứ làm như thế thôi. Kinh nghiệm chị truyền hết rồi đấy. Được chưa? Cái này nó sẽ thành A bình trừ B bình. Chị Vân sẽ làm nhanh cái thằng trên tử nhá. Chứ không ai ghi nhân lại cái trên tử nữa nhá. Khi các em đã xem rất nhiều viết rồi thì chị Vân không bao giờ nhân lại. Rất là mất thời gian. X bình trừ đi cho một đống cái này. Đây này. Đáng lẽ là phải viết này. X bình trừ đi cho cái này. Có rất là nhiều bạn bị nhầm dấu ở đây nhá. Nhớ nhá. Các em không được phép nhầm dấu nhá chưa? Có rất nhiều bạn nhầm dấu chỗ trên tử của chị là thành là còn x cộng 1. Nhưng mà không. Nó phải là trừ x trừ 1. Đấy. Mẫu nhân trả nợ đi. X trừ đi cho căn của x bình cộng x cộng 1. Nhớ cái chỗ này không phải vô cùng trừ vô cùng đâu nhá. Nó mất cái dạng ấy rồi. Em thử biến đổi mà xem đây này. Cái thằng x bình nó vứt ra ngoài thì nó đang là nó là cộng x, vậy nó là x cộng x thì nó là vô cùng chứ nó không phải là vô cùng trừ vô cùng đâu nhá. Hiểu bản chất đấy. Nào, bây giờ nó là vô cùng chia vô cùng. Vô cùng chưa vô cùng mà là x tiến đến âm vô cùng thì các em phải phải rút thì mình rút trên tử này thì rút nào, x tiến đến âm vô cùng rút nào các em, rút như nào cho đẹp, rút âm x vậy nhá. Rồi âm x thì bên trong là còn một cộng với cả 1 trên x đấy, xem là rút đúng chưa. Ok, mẫu này rút con x ra trừ này, các em phải ghi là nhân trừ đi cho căn này của x bình nhân một đống cái bên trong, nhưng mà thôi nhé, chị rút ra bên ngoài luôn, thì căn của x bình thì nó bằng trị của x, nhưng x đang tiến đến âm vô cùng, vậy khi các em vứt cái trị đi thì nó sẽ là trừ x, nhưng bên ngoài đang là trừ nhưng chị sẽ đổi dấu được chưa. Đấy, bên trong căn còn gì, rút x bình ra thì bên trong này còn một cộng 1 trên x cộng 1 trên x bình, và các em hoàn toàn có thể gạch bỏ những cái thằng x trên tử và x trên mẫu cho nhau. Vậy đáp số của mình sẽ bằng 1 trên, nhớ này, chỗ này gạch x đi thì vẫn là còn 1, 1 trên 2. Đáp số của bài này là câu B là 1/2. 1/2. À đâu, âm 1/2 nhỉ? Ừ đây này, chỗ này còn dấu trừ cái âm 1/2. Ok, xong. Đừng bạn nào bị mất dấu trừ hay là nhầm dấu trừ nhá, phí lắm. Đấy, chị Vân làm ở nhà đây chỗ này này, A bình trừ B bình nhá. Chị rồi. Chị Vân cứ đọc một kiểu viết một kiểu đây này. Đấy, ok, xong.
Mà em của chị thông minh mà chắc là vẫn hiểu rồi. Nào, không hiểu thì phải bảo với chị nhá. Được chưa? Nếu mà chị chữa bài mà có chỗ nào mà em thấy là em thấy chỗ này khó hiểu quá, em thấy là chị nên làm như thế này, hay là em thấy chị nên giảng như này nó sẽ dễ hiểu hơn đấy, thì em cứ thẳng thắn góp ý, cứ thẳng thắn nhắn tin cho chị Vân, được chưa? Còn nếu dễ hiểu bài thì cũng nhắn tin cho chị Vân là ui em hiểu lắm, nhận được những tin nhắn như thế chị Vân vui lắm. Em ơi cố lên. Nào câu C, xem là đây là dạng gì nào. Chắc cái này chị không cần dạy đâu nhỉ. Ê trở nên dương vô cùng thì chị đã bảo là gì, y hệt cái hồi dãy ấy, dãy chị dạy đấy, thì đây là dạng vô cùng chứ vô cùng thôi. Khi nào x tiến âm vô cùng thì các em mới đáng sợ nhé. Nào câu này làm nhanh, câu này dễ rồi nhá, chị Vân sẽ lướt lướt câu này. Trên tử mình sẽ còn ba mẫu, mình nhân lên hợp thì là 4x bình này cộng x cộng 1 rồi trừ đi cho 4x bình thì nó sẽ mất cái 4x bình đi, nó sẽ còn x cộng 1 thôi. Tử này các em phải nhân trả nợ này. Nào, nhân trả nợ này. Căn của 4x bình cộng x cộng 1 cộng với cả 2x. Em xem nào. Đây là dạng vô cùng chia vô cùng. Đấy. Bậc tử đang là bậc bậc 1. Bậc 1 thôi nhá, đừng bạn nào bậc 2 bởi vì bậc 2 này cũng là căn ra thôi. Bậc mẫu là bậc 1, vậy nó bằng, chỗ này nhẩm nhanh này, hệ số cao nhất ở tử chia cho hệ số cao nhất ở mẫu. Vậy thì em thấy này, chỗ này còn 3 chị cứ để nguyên nhé. Thằng này còn lấy hệ số thôi, lấy hệ số của thằng mũ cao nhất thôi thì là căn của 4 này thì còn là 2. Mấy thằng râu ria này không quan tâm. Cộng với thằng này cũng là mũ bậc cao nhất này, bởi vì x đang là mũ bậc cao nhất này nên phải lấy hệ số thằng này cộng 2 chia cho 1. Đây, thằng này có x này, hệ số 1. Vậy bằng mấy đây? 3 4 12 ly bằng 12. Xong. Đúng không nhỉ? Để chị Vân xem có đúng không nào, hay là bị sai ở đâu không các em ơi. Xem hộ chị Vân xem có bị sai ở đâu không. Ok, cái chị Vân sang câu D nhé. Câu D. Xem là chị Vân có tính toán đâu mà nhầm không nhá, thì nhớ nhớ nhắn với chị Vân được chưa. Rồi, câu D. Đây này, x tiền âm vô cùng chính là cái mà các em cần phải sợ này. Cái kia em không cần sợ, được chưa. Thế nào, xem dạng nào. Nào, bây giờ âm vô cùng hay dương vô cùng nó cũng không quan trọng đâu, bởi vì chúng tôi ở đây đều là x bình rồi. Đấy, chúng tôi không sợ nữa, được chưa. Thế đây, chúng tôi x bình mà, chúng tôi bây giờ phải sợ đây là vô cùng rồi, nên chắc nó là dương. Và thôi nhé, chẳng ai biết là cộng 2 cả, người ta chỉ biết là 2 thôi, người ta cũng hiểu là dương 2 rồi. Đấy, chứ vô cùng. Vậy đây là các em phải nhân lên hợp rồi. Thế thì nhân lên hợp chị Vân xem nào. Vậy chị Vân kẹt cái bạn như này nha. Nào thì mình cùng nhân lên hợp. Lim. Lim. Khi x tiến âm vô cùng này. Các em nhân lên hợp đi. Nào chỗ này mình nhân lên hợp từ từ nhá, không phải nhầm dấu thì sai bé bé từ đấy thì toang. Được chưa? Trừ này, đóng ngoặc vào cho nó không bị nhầm. Đấy, trên. Cái mẫu của các em này nó sẽ là để trừ thì đây là cộng. Căn của x bình cộng 3x cộng 1. Đến buổi hôm nay là bắt buộc cái chỗ này các em phải làm rất là nhanh, rất là thạo. Thế chị bảo là bài tập buổi nào cũng nhớ phải làm, xong nhớ vào chữa nhá. Được chưa? Nào, tử này, x bình chữ x bình. Hết. 3x cộng x thì là còn 4x. Đấy, 1 trừ 1. Hết. Nhớ vẫn phải viết chữ lim, bởi vì vẫn còn x các em ạ. Khi nào hết x thì không cần phải viết lim nữa. Thế chỗ này chị Vân nhầm đúng không nào? Đúng rồi. Nào, cái mẫu. Để chị hỏi trên chỗ này các em làm gì đã nhá. Nào, bây giờ đố em biết đến đây nó là dạng gì đấy. Đố em biết đến đây nó là dạng gì. Dạng gì trả lời chị, bây giờ là dừng viết lại rồi trả lời nhá. Đây, nó là dạng vô cùng chia vô cùng thôi. Đấy, được chưa? Thế thì bây giờ các em sẽ nhận cái gì? Đây là dạng vô cùng chia vô cùng. Thế thì x đang tiến đến âm vô cùng, vậy thì các em phải rút chứ không phải là chia. Đó, chia là nhầm dấu như vừa nãy chị có bảo đấy. Chia là nhầm loạn xạ lên bao nhiêu trường hợp, các em sẽ không thể bao quát được hết những trường hợp đấy đâu. Phải cực kỳ chắc tay mới làm được phương pháp chia nhé. Còn đâu cứ rút là sẽ ra, không bao giờ nhầm. Thế thì mình rút. Thằng tử ấy thì chẳng còn gì để rút cả. Thế thôi chị em mình cứ để cho nó yên nhá. Cái động của nó lại đấm cho, được chưa? 4x chưa? Đấy. Mẫu này. Nào mình rút ra này. X bình, thôi chị Vân rút luôn nhá.
không rút lâu nữa nha, rút luôn. X bình rút ra ngoài mà x đang tiến đến âm vô cùng, được chưa? Thì nó sẽ là trừ x. Vậy chỉ để trừ x này, trong căn nó sẽ còn là 1 cộng 3 trên x cộng 1 trên x bình cộng này. Thằng x này, thằng x bình này chị Vân cũng rút ra nhá. Thế mình đóng ngoặc quân như này được không? Căn của 1 trừ đi cho 1 trên x cộng 1 trên x bình. Ừ. Khi đó các em vứt cho chị x này đi. Ôi, chị Vân vừa động đất cái... vứt cái x đi được chưa? Nào, trên tử còn 4 thôi. Dưới mẫu này, 1 cộng 1 là 2, nhưng mà là có dấu trừ nên là âm 2, vậy 4 chia âm 2 là bằng âm 2. Vậy đáp số câu này là âm 2. Đấy, thế thôi. Quan trọng nhất là em xác định được đúng dạng, sau đó các em làm đúng phương pháp thì nó sẽ ra đúng. Ok, sẽ còn những câu dưới nữa, chị xem còn bao nhiêu câu. E, F, H, 4 câu nữa các em ạ. Thôi mình sẽ làm nhanh nhá, tại vì những cái phần trên chị đã giảng rất là kỹ rồi ấy. 4 câu nữa thì sẽ rất là tốn thời gian của các em, nên là chỗ nào mình sẽ bắt đầu phi tốc độ này, tập trung nào. Lim cái x tiến đến dương vô cùng. Khi mà dương vô cùng thì các em sẽ không cần phải nghĩ quá nhiều nữa, bởi vì nó y hệt cái phần mà chị đã dạy trước đây thôi. Được chưa? Để xem nào. À, giờ câu này vừa bảo là phi nhưng mà câu này không phi được nhá. Các em thấy gì đây? Đây là vô cùng này. Được chưa? Cộng vô cùng này. Đấy, trừ vô cùng. Thì các em phải nhớ đến nó là mình phải thêm bớt làm sao ấy, mà cho nó xuất hiện được cái dạng là vô cùng trừ vô cùng. Thế là dễ, cái chỗ kia có trừ 2x. Tách cái trừ 2x ra thành trừ x và trừ x. Thế sẽ như sau. X này. Căn của x bình cộng 1. Rồi các em trừ đi cho x. Rồi các em lại cộng với cả căn của x bình trừ 1. Rồi các em lại trừ đi cho x. Ừ. Trên. Không cần trên cái gì cả. Đây. Thế thôi. Thế là nó đã thành cái dạng đúng. Cái này em coi là cái ly này. Là vô cùng. Trừ vô cùng này. Rồi cái này cũng thế. Vậy thì các em nhân liên hợp thôi. Để chị xem xử lý thằng x này sao cho đẹp nhá. Các em có thể tách ra cũng được. Ừ. Hoặc là các em xử lý luôn à? Để chị xem nào. Xử lý luôn thì có đẹp không nhỉ? Thôi được, mình cứ xử lý luôn đi cho máu. Tách ra làm gì cho lâu, đúng không? Cứ để thằng x ở đây. Nào, mình xử lý luôn xem nó có ăn được không nhá. Thằng này, nhân liên hợp đi các em. X bình cộng 1, rồi trừ đi x bình thì tử của nó còn 1 thôi. Mẫu sẽ còn là căn của x bình cộng 1 rồi cộng với cả x bên này. Nhân liên hợp thì nó sẽ còn là gì đây? X bình trừ 1 rồi trừ đi cho x bình thì nó sẽ còn là trừ 1. Trừ 1 trên căn của x bình trừ 1 rồi cộng x. Ok. Em nhìn tiếp xem nào. Nhìn tiếp. Bây giờ mình để cái thằng x vào bên trong đi, được không ạ? Bây giờ mình cho thằng x vào trong đi. Bắt đầu ok rồi này. Nào, chỗ này nhá. Chị sẽ vứt cái thằng trừ ở đây ra đi. Được chưa? Thì nó sẽ là gì đây? Trừ x. Được chưa? Chị đang nhân x vào trong ấy. X thằng này nhân vào đây nhá. Thì đây là x, được chưa? Đấy, thằng này mất đi. Vậy x tôi nhân vào trong rồi thì làm gì còn nữa? Thì chẳng mất đi chứ còn gì nữa à? Ok. Bây giờ coi đây là hai cái lim thôi. Được chưa? Các em tính thằng này. Tính thằng này. Sau đó các em trừ đi cho nhau. Thế là xong. Và đây là x tiến đến dương vô cùng. Hoàn toàn nhầm được này. Thằng đầu tiên. Hệ số của, à, bậc tử bằng bậc mẫu. Đều bậc 1. Vậy các em làm luôn, làm nhanh nào. Hệ số cao nhất là tử chia hệ số cao nhất là mẫu là 1 này. Được chưa? 1 này. 1 này. 1 này. Vậy cái thằng đầu tiên này nó sẽ bằng 1 phần 2. Trừ đi cho. Thằng này mấy đây? 1, được chưa? 1. 1, vậy mấy luôn? 1 phần 2 tiếp à? Ừ, vậy đáp số là 0. Câu E là 0 xăng. Khá là nhanh, chỗ cuối chị nhầm. Còn nếu bạn nào không thích nhầm chỗ đấy thì các em có thể chia cả tử và mẫu cho x mũ bậc cao nhất. Ok, xong nhá. Rồi, bây giờ chị em mình sẽ chuyển sang câu F. Câu F này là ngay chị không cần phải chữa cơ, bởi vì nó quá là dễ rồi. Chị xóa nhá, để còn lấy chỗ trình bày. Em có thể dừng viết lại mà. Em biết có lợi thế đấy. Đó là các em bắt chị nói bao nhiêu lần cũng được đấy. Cô em, bà ngô này, cô em làm nhanh nhá. Cô em nhìn phát là phải thấy là liên hợp bậc 3 luôn. Nó dương vô cùng mà nó y hệt cái hồi xưa đó.
giống như cái hồi xưa chị em mình làm đó, x tiến lên dương vô cùng được chưa, nên là bậc 3 thì là 8x mũ 3 cộng 2x trừ đi cho 2x tất cả mũ 3 thì cái 8x mũ 3 mất hết chưa, mất hết rồi nhá, nó chỉ còn là 2x trên tử thôi. Thằng mẫu ấy hơi dài một chút, căn bậc 3 của 8x mũ 3 cộng 2x tất cả bình. Đây là bình nhé, cộng với cả 2AB đúng không nghe, thì là 2 nhân 2x thì thôi chữ này chỉ biết là 4x nhá, cộng này 4x căn bậc 3 của 8x mũ 3 cộng 2x. Ok, cộng 4x bình ở đây. Rồi, đến đây thì rất là dễ và rất là nhanh. Em thấy gì đây? Bậc tử đang như nào? Bậc mẫu đây. Đây là dạng vô cùng, chia vô cùng rồi. Những cái dạng quen thuộc như này mà còn x tiến đến dương vô cùng ấy, chị sẽ làm rất là nhanh. Chị chỉ lưu ý những cái phần nào mà em chưa biết. Phần nào em biết rồi thì chị sẽ lướt cho nó nhanh. Nào. Vô cùng chia vô cùng. Bậc tử là bậc 1, bậc mẫu của mấy? Đố em biết. Nhìn nhá, chỗ này chị phân tích một chút. Đây này. Các em nhìn như này sẽ nhanh nhất nhé. Đừng bạn nào nhân ra nhé. Bạn nào phá tung ra thì hơi bị thiệt thòi đấy. Nhìn chị này. 8x mũ 3 đấy. Đây là x mũ 3. Các em chỉ cần nhìn bậc x mũ 3. Đấy. Căn bậc 3 thì nó là bậc 1 chưa? Bậc 1 của tôi bình lên. Đấy. Thì là bậc 2 chưa? Vậy tóm lại. Mẫu đang là bậc 2. Thằng này thế này. X này. Xong căn bậc 3 của x 3 thì là x nhân x ấy. Lại là x bình. Thằng này cũng x bình. Vậy bậc tử bậc nhất. Bậc mẫu là bậc 2. Bậc tử đang nhỏ hơn bậc mẫu, vậy lim của các em bằng mấy luôn, bằng không luôn chứ còn gì nữa à, đúng không em? Không, bạn nào thích thì có thể lấy đúng phương pháp là chia cả tử mẫu cho x mũ bậc cao nhất. Ok, các em chuyển cho chị sang câu g. Câu g đây, hai câu cuối cùng không bao giờ làm các em phải thất vọng nào. X tiến đến âm vô cùng đây này, xem đi em, xem cho chị hai câu này như nào nhé. Đây. Đến đây thì chị sẽ không lừa các em được nữa rồi. Bởi vì đây là căn mà còn cộng nữa. Có những bạn bảo chị Vân là em không liên hợp được. Thì đừng bạn nào nói thế nhá, bởi vì mình đến câu này rồi mà. Chứ là mình đến câu này là mình phải tỉnh táo hơn rất là nhiều. Cái căn này của em này, cộng 2x nữa. Nhưng mà cái căn này nhá thì nó là dương vô cùng rồi. Ai cũng biết rồi, bởi vì nó là bình phương lại căn nữa thì là vô cùng nhá. X của em đang tiến đến âm vô cùng, vậy đây cũng là được chưa, nó là trừ vô cùng nhá, bởi vì x đang tiến đến âm vô cùng mà, nên cái tử sẽ là dạng đấy. Vậy thì đúng dạng thôi, mà các em còn thấy này, nó khác so với cái bài đầu tiên ấy, đó là vô cùng trừ vô cùng, mà nó là dạng chuẩn, nên là các em nhân lên được thoải mái đấy. Cái mẫu này cũng thế, cũng là dạng gì đấy, có phải dạng chuẩn không, cũng là dạng chuẩn luôn, bởi vì nó tương đương ấy. Nên nó là dạng chuẩn, nên là bây giờ mình sẽ nhân lên hợp nào, nhân lên hợp với chị Vân xem nào, bằng lim khi x tiến đến âm vô cùng. Nào, thì mình cùng nhân hợp. Hơi dài đấy. Này, 4x bình này, trừ 3x cộng 4. Rồi lại trừ đi 4x bình. Vậy em sẽ còn trừ 3x cộng 4 thôi. Bởi vì 4x bình với 4x bình mất rồi. Thằng mẫu này còn gì đây? X bình cộng x cộng 1 rồi trừ x bình. Vậy trừ x bình cũng mất. Mẫu còn x cộng 1. Nhưng mà đừng quên là mình phải nhân trả nợ nữa các em ạ. Nhân trả nợ cái thằng này đi. Thằng trên tử ấy. Trừ 7. Yeah, chỗ này trừ 7. Cộng 4 này. Rồi, trừ 2. Tử ấy cũng phải nhân trả nợ các em ạ. Căn của x bình cộng x cộng 1. Trừ đi cho x. Ok. Nào. Bây giờ đến đây là nó mất cái dạng vô định rồi. Nó không còn những cái dạng vô cùng trừ vô cùng nữa. Thì em xem là mình có thể rút gọn cái thằng nào nhau không? Chưa thấy cái gì, chưa thấy cái gì để rút gọn đúng không? Thì xem tiếp nào. Mình cùng xem tiếp nhé. Đây. Ngày 3x trừ 4, thằng ngày 3x cộng 4 chị Vân làm đúng rồi nhỉ? Nhầm đúng rồi đúng không? Xem cái phần cộng trừ đúng chưa nào. Ok, đúng rồi đấy. Bây giờ nó sẽ mất dạng vô định rồi. Bây giờ các em sẽ làm gì? Đây là dạng gì nhỉ? Vô cùng. Chia vô cùng. Này, cái chỗ này là x. Đây đúng là x.
thì nó đang là dạng vô cùng chia vô cùng, mà x đang tiến đến âm vô cùng thì đến đây các em phải đúng không, gì nào trong mấy giây các em suy nghĩ đấy, phương pháp gì cho chỗ này bây giờ với những cái dấu hiệu chị vừa đưa ra thì theo các em sẽ dùng phương pháp gì? Ba chữ đây đó là rút, đúng rồi rút. Thì bây giờ xem nào, có cách nào để dạy các em nhập nhanh chỗ này không nhỉ? Chứ nếu mà bắt làm hơi lâu nhỉ. Thôi không sao, chị sẽ dạy em làm từ từ. Những buổi sau mình sẽ nhẩm sau nhé. Với cả những cái bài mà tiền âm vô cùng thì đừng dại dột mà đi nhẩm nhé. À, dễ đâm đầu xuống đất luôn đấy. Nào, thế thì mình rút. Mình sẽ cứ đi từ từ vậy. Trừ 3x cộng 4 này. Rút cái thằng này ra. Rút thằng x ra. Rút thằng x ra vậy. Ở đây là x bình nhưng mà là căn, được chưa? X tiến đến âm vô cùng thì khi mà các em vứt nó ra ngoài, đây mình sẽ làm từ từ chỗ này. Khi các em rút cái thằng mà x bình ra ngoài này thì nó sẽ là trừ x. Trong của nó sẽ còn là 1 cộng với cả 1 trên x cộng 1 trên x bình. Chỗ này vẫn là trừ x thôi. Nhưng mà chị để cái thằng trừ x này ra ngoài luôn nhá, thì nó sẽ là còn cộng 1. Ok. Đã thế thì tôi rút luôn cái thằng x ở ngoài đi, bởi vì đằng nào tôi cũng rút mà. Thế thì tôi sẽ còn là gì đây? Thằng bên ngoài nhá. Tôi rút x ra thì bên trong nó sẽ còn là trừ 3 cộng 4 trên x. Ok. Bắt đầu thấy hơi có tương lai rồi đấy các em ạ. Nhìn tiếp xem, chỗ này hơi dớm một chút. Thằng mẫu, chị Vân cũng lại rút này. Rút x ra ngoài. Bên trong sẽ còn là 1 cộng 1 trên x. Thằng này rút này. Đáng lẽ là rút x bình ấy. Nhưng mà x bình ra khỏi căn thì nó là trừ x, bởi vì x đang tiến đến âm vô cùng. Vậy tôi có trừ x này. Bên trong căn sẽ còn là 4 trừ 3 trên x cộng 4 trên x bình. Tôi có trừ 2x nhưng mà tôi rút x rồi. Vậy nên ở đây của tôi có 2. Ok, chỗ này hơi rồi, các em cố gắng lên nhá. Em để ý, chỗ này là nhân hết. Nên chị Vân có thể lấy thằng x này. Chị Vân nhân với thằng x ngoài cùng không? Được không? Thì nó sẽ là x bình đấy. Chỗ này mình sẽ làm luôn chỗ này để đỡ phải viết lại nhá. Chị lấy thằng này, nhân thằng ngoài. Được chưa? Lấy cái thằng x này. Lấy thằng âm x nhá. Nhân thằng bên ngoài đi. Thì vứt luôn cái này đi cho đỡ là thằng. Vứt thằng âm x ra ngoài để nhân với thằng bên ngoài thì nó sẽ là âm x bình. Vậy giải được rồi. Vậy xong rồi đấy. Cái chỗ này này của em này nó còn trừ 3 thôi, 4 chứ x thì là không rồi. Vậy mình sẽ làm trừ 3 nhân. Bên này còn mấy đây? 1 cộng 1 là nhân 2. Cái mẫu của em còn gì đây? Mẫu sẽ còn là âm x bình mất. Vậy nó sẽ còn là 1. 1 trên x là 0 rồi. Nhân này. Căn của 4 thì là 2. Cộng với 2. Vậy nó sẽ bằng là âm 6 phần 4 bằng âm 3 phần 2. Đấy, câu này em hơi dối một chút nhưng mà cố gắng là mình làm từ từ và làm cẩn thận đúng các phương pháp thì nó sẽ ra thôi. 3 phần 2 nhá. Câu cuối cùng chưa? Chị Vân sắp kiệt sức rồi các em ạ. Chị Vân đi học xung quanh toàn F0 thôi. Chị Vân bây giờ thành F1 rồi. Nên là chị nói xong một hồi ấy, chị đến mệt ơi là mệt ấy. Nào tiếp. Nốt thôi, câu cuối cùng rồi. Đấy nha, chị như thế mà chị còn cố gắng được. Nên là các em cũng phải cố gắng lên nhá. Được chưa? Cố lên. Không được từ bỏ các em ạ. Bây giờ mà mình bỏ cuộc là thôi các bạn của mình nó bỏ mình luôn đấy. Nó bỏ mình xa tận chân trời luôn đấy. Là không được, mình phải đi thôi nghe. Cố lên, câu cuối cùng, câu hát. Nào, hai loại căn khác nhau thì đố các em biết là mình phải làm gì? Hai loại căn khác nhau thì phải thêm bớt chứ còn làm gì hả chị Vân? Đúng không? Thêm bớt, đừng bạn nào quên nữa nhá. Còn thêm bớt cái gì chị đã dạy rồi. Em thay vào đây này, em thay này là tương đương với gì thì em thêm bớt cái đấy. Căn bậc 3 của x3 thì nó tương đương với x chưa? Vậy em thêm bớt x.
căn bậc 2 của x bình như là nó là x này, thì em thêm bớt x, thế thôi. Vậy thêm bớt vào cho chị đi. Lim khi x tiến lên âm vô cùng của căn bậc 3 của x mũ 3 này cộng x bình cộng 1 trừ x, thêm bớt đấy, thêm bớt. Khi trừ x thì tôi phải cộng x, thì may quá nó lại vừa đủ với cái âm bên này. Rồi xem nào, bình tĩnh nhá, các em phải xem mà chỗ nào mình nên trừ và chỗ nào mình nên cộng. Thì cái thằng này này, chỗ này này, căn bậc 3 của x nó tương đương với x, nhưng x của tôi đang tiến đến âm vô cùng. Vậy chỗ này là âm x chưa? Vậy thì chỗ này các em cộng. Đấy, đấy là xác định dạng chuẩn nhá. Thì đấy mới là thêm bớt đúng đấy. Khi tôi cộng x rồi thì tôi phải trừ x ở đây. Tôi cộng x rồi thì tôi trừ x ở đây. À, trừ x. Cộng với thằng này xem có đúng dạng không. Nào, xét lại một lần nữa xem có đúng dạng nhá. X đang tiến đến âm vô cùng đúng không? Thì đây. X đang tiến đến âm vô cùng mà, để chị Vân xem lại xem nào. Thì cái thằng này của chị đang tiến đến đến âm x. Đến âm x. Ừ, nó đang tiến đến âm vô cùng, chị Vân xin lỗi. Này đang là x này, căn bậc 3 của x 3 thì là x mà. X đang tiến đến âm vô cùng thì là âm vô cùng. Thì chỗ này này, nó phải là dương vô cùng đúng không? Thì nó mới là cái dạng vô cùng trừ vô cùng. Vậy chỗ này chị phải đổi lại nhé. Đổi lại, muốn chỗ này là dương vô cùng mà, thì chỗ này phải là âm x. Đổi lại một chút nào, ok, mình cùng đổi lại. Đây là âm x. Trời ơi, đổi lại thôi mà đúng không? Đổi lại dễ. Rồi, thế mình thử tiếp này, chỗ này này. Nó là dương vô cùng rồi. Bởi vì chị có bảo là gì? Bình lên mà. Thì nó là dương vô cùng nhá. Thì chỗ này này, nó là trừ đi cho vô cùng. Nó là gì đây? Trừ x à? À chỗ này cộng x chứ nhỉ? Đúng rồi, cộng x. Ở trừ x thì cộng x, đúng rồi. Thế thì nó là cộng với x, nhưng x đang tiến đến âm vô cùng. Thì đây, đấy. Vậy chuẩn dạng này, bên này cũng chuẩn dạng. Vậy thì các em sẽ liên hợp được. Xong. Đấy nhá, thì cái bước này nó khó hơn cái phần dãy. Đó là các em chỉ cần thay thôi và xem thôi. Còn cái phần này các em phải xem là âm vô cùng đâu, dương vô cùng đâu, thì nó khó hơn rất nhiều. Cứ làm nhiều rồi quen. Mà làm sai thì lại xóa đi gạch lại. Người lại làm lại giống như chị Vân ấy. Cái gì đâu. Nào. Liên hợp đi các em. Trên tử x3 này, trừ đi x qua bên này, mất. Nó sẽ còn x bình cộng 1 thôi. Trên mẫu này. Căn bậc 3 của x mũ 3 cộng x bình cộng 1. Rồi x bình đây này. Cộng với cả AB. Ui dồi. Hình như vừa nãy chị Vân có làm nhầm ở đâu đấy ở chỗ này thì phải. Đúng không? Chỗ này là cộng AB thôi. Cộng AB rồi các bạn. Chị Vân xin lỗi nhé. Chỗ này vừa nãy chị Vân hơi bị lú lẫn ấy. Chỗ này là cộng AB, chỗ này của chị là 2x nhé. Nhưng mà nó có ảnh hưởng đến kết quả không? Không. Bởi vì nó vẫn là bậc tử lẫn bậc mẫu thôi, đúng không? Ok. Đấy. Chị cũng có những lúc nhầm đấy các bạn. Trời ơi, nên là các em phải nhắc chị đấy, không được để chị sai lầm nữa nhé. Đấy, ok. Đừng bạn nào để chị đi theo bước sai lầm mà cứ người cười nhá cho. Chị oánh hết. Cộng này cộng AB thì cộng với x. Căn bậc 3 của x mũ 3 cộng x bình cộng 1. Ok. Xong. Gì đây? Gì đây? Gì đây nhỉ? Lú rồi. Cộng với hả? X bình. Đấy thì mới xong cái đầu tiên rồi các bạn. Mới xong đến đây thôi. Còn đoạn sau này này. Cộng. Cộng gì đây? Cái thằng này bình. Chứ thằng này bình. Thì x bình chữ x bình hết rồi. Nó sẽ còn là trừ x. Trừ 1. Chia cho. X bình này. Đấy là cộng. Thì chỗ này sẽ là trừ em ạ. Này tính toán kinh khủng cực ấy. Em phải cố gắng lên. Đừng có nản. Trừ đi cho x. Trừ đi cho AB đấy. Cộng x. Cộng 1. Ơ bình tĩnh nhá. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Chỗ này này. Nó là A bình trừ B bình thôi. Tí thì chị Vân bị lừa. Trời ơi. May mà người ta vẫn tỉnh táo ấy. Đến cuối rồi chị hơi lú rồi đấy các em ạ. Nào. Chỗ này là A bình trừ B bình thôi. Nên là kem. Nó là đoạn thức này này. A bình trừ B bình ấy. Chia cho A trừ B. Vậy chỗ này là bình lên. Bình lên, bình lên. Nào. Thì đây. Nó là x bình.
trừ đi cho cái thằng này thì cái trên tử chị vẫn làm đúng rồi. Nhưng thằng mẫu thì nó sẽ là x trừ đi cho căn của x bình cộng x cộng 1. Ok. Chắc là không nhầm nữa đâu nhỉ? Chắc là không nhầm nữa đâu. Nào, sẽ bằng thôi các em. Thế nào? Trên tử là bậc 2, dưới mẫu cũng là bậc 2. Vậy lấy hệ số thôi. Trên tử bậc 2 này, dưới mẫu cũng là bậc 2. Vậy em lấy hệ số đi. Đó là 1. 1. Chỗ này các em tính nhá. Chị sẽ tính ở đây so, so sánh thôi nhá. 1 này xem nào. Thằng này nó còn là x tiến âm vô cùng nên các em phải hết sức cẩn thận đó chị xem này. Chỗ này mà lại rút ra nữa thì lâu quá nhỉ. Để xem nào. Nhưng mà nên rút ra đấy, không là bị lừa mất. Đây là x nhưng mà lại bình à. Thôi mình cứ rút ra cho an toàn nhé. Không nhẩm nhẩm lại sai ra đấy thì thôi đấy. X tiền âm vô cùng. Mà dạng này dạng vô cùng chia vô cùng. Vậy thì các em vẫn phải rút. Nên rút. Mà để chị dạy xem rút như nào cho nhanh. Này nên là nếu mà các em rút thì lâu quá nên là chị chỉ khuyên các em nên rút ở những thằng nào mà nó có bậc chẵn. Em thấy này ở đây toàn là bậc lẻ, bậc ba, các bậc ba mà thì nó dương hay âm ấy nó vứt ra ngoài nó vẫn là nó thôi, hiểu không? Đấy thì bây giờ mình không cần nhá, cái đầu tiên này, cái phương trình đầu tiên này, cái chỗ đầu tiên này các em không cần phải rút mà các em lấy luôn hệ số đi cho nó nhanh, nên bạn nào cẩn thận thì cũng rút cũng ok. Nào lấy luôn hệ số nhá, thì nó là một này. Ở đây căn 3 của x 3 thì là 1 rồi. X bình nữa thì lại là 1 thôi. Được chưa? Thì nó là tử của em là 1 nha. Trên này cứ làm từ từ. 1. Chỗ này là x. Thì cứ để nguyên x đi. Căn bậc 3 của x mũ 3. Thì nó là x. X nhân x thì là x bình. Vậy hệ số của các em nó vẫn là 1. Cộng 1. Ở đây cũng cộng 1. Bởi vì chị đã nói rồi, ở đây là căn bậc 3 nên là dù có chẵn hay lẻ thì các em rút nó ra nó vẫn là nó. Nó vẫn là nó thôi. Nó không ảnh hưởng ấy. Nên là rút thoải mái. Thằng dưới này thì mới căng thẳng này. Bạn nào không cẩn thận nó sẽ bị nhầm dấu ở chỗ này, bởi vì đây trừ đi căn của x bình. Mà x lại tiến đến âm vô cùng. Nên chỗ này các em làm cẩn thận đó chị. Ở đây là -1, à đây là cộng 1, xin lỗi. Cộng với cả 1 trên x. Đấy. Dưới mẫu này nó sẽ còn là gì đây? X kem rút ra ngoài nhé. Bên trong này. Ở đây là x bình nhưng mà là nó là căn bậc 2 của x bình nên là nó sẽ là trị chủ đáp của x. Kem rút ra ngoài, x đang tiến đến âm vô cùng thì nó sẽ là trừ x, thì ở đây này, cái dấu trừ nó lại trừ trừ thành cộng. Vậy bên trong nó còn là 1 này, cộng với cả căn của 1 cộng với cả 1 trên x cộng 1 trên x bình. Ừ. Ok, không biết chị Vân có tính nhầm được không? Đến đây là chị Vân đã rất là cố gắng lên, chị cố gắng được em cũng thế. X rút đi. Được chưa? Cái này còn 1/3. Cộng với gì đây? Cũng mong là nó đúng nhá. À, chỗ này vẫn còn trừ. Để đây dấu trừ đi. Chưa? Để đây dấu trừ nhá. 1 trên tử của em còn 1 thôi. Dưới mẫu các em còn 2. Vậy các em 1/3 trừ 1/2 sẽ bằng bao nhiêu? 1/3 trừ 1/2 âm 1/6 các em ạ. Xem là có đúng không? Các em có ra âm 1/6 không? Chị Vân cứ ngồi trước bàn mình nha. Âm 1/6. Thực chất là nó tính căng thẳng ý. Nhưng mà cố lên. Em tính nhiều rồi tính mãi thì nó cũng phải ra thôi đúng không? Thế thôi. Thế đấy, hôm nay chị đã chữa hết cho các em bài tập về nhà của phần giới hạn. Hàm số tạ vô cùng. Tặng cho em rất là nhiều những cái kinh nghiệm cũng như là tích lũy. Đấy thì nhớ là nốt lại những cái kinh nghiệm đấy nhá. Chị mong là hôm nay sau khi bài này xong, sau khi xem xong này cái viết này thì các em sẽ nhận được cái giá trị gì đấy cho mình và cũng làm bài nó chắc hơn, nó đỡ mông lung, nó đỡ mơ hồ hơn. Được chưa? Cố lên nhá. Và xong rồi, bây giờ thì chị có thể cho các em nghỉ được rồi. Bây giờ các em bye nhỉ. Bye bye các em nhé. Hôm nay chị Vân chị bị ốm rồi nên là chị cứ lú lú ấy các em ạ. Nên là thôi, bye bye các em.
Đấy, nếu thương chị Vân thì sắp subscribe nhé, subscribe để cho chị Vân sớm thành YouTuber triệu sub nhé. Ok, tạm biệt nhá. Có những câu nào mà các em chưa hiểu nhớ nhắn đi cho chị Vân nhé, chị Vân sẽ sẵn sàng trả lời các em bất cứ lúc nào. Đấy, có bài nào khó sắp kiểm tra gì đấy thì cũng bảo với chị để chị ôn cho. Bye bye, tạm biệt các bé nhá. Bye bye các em.